Trấn Thành bị ném đá khi gọi Phi Nhung là bạn. Cũng như các anh chị em trong giới nghệ sĩ, MC Trấn Thành cũng bất ngờ và đau lòng trước sự ra đi của Phi Nhung. Trên trang cá nhân, ông xã Hadiwon đã tâm sự rằng Phi Nhung là người phụ nữ nhân hậu và rất mạnh mẽ. Anh mong cố ca sĩ sẽ được về với cõi Phật, sẽ luôn hạnh phúc và được che chở khỏi những điều bi thương. Dù đã không còn trên cõi đời, tuy nhiên những hình ảnh tốt đẹp của Phi Nhung sẽ vẫn ở lại trong lòng của những người yêu mến cô trước những tâm sự này của Trấn Thành, nhiều người không hài lòng khi anh xưng hô với cố ca sĩ Phi Nhung là bạn. thậm chí Phi Nhung còn lớn hơn Trấn Thành tận 17 tuổi. Trước sự tấn công của cư dân mạng, nam MC đã giải thích rằng đây là cách xưng hô giữa hai người ở ngoài đời. Trong Facebook, con trai nuôi của cố ca sĩ là Hồ Văn Cường đã lặng lặng thay avatar màu đen trên trang cá nhân để tang cho mẹ nuôi. Thưa quý vị, quý vị thấy những thông tin ngày hôm nay mà chúng tôi đã chia sẻ có thú vị không ạ? À? Hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ kênh Việt Tinh Nóng bằng cách giúp kênh đạt được 60.000 lượt theo dõi trong vòng 90 ngày. Quý vị giá. Xin cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của tất cả quý vị.